người yêu. Cái ảnh làm bác sĩ. Cái ảnh yêu mình nhiều. Hãy nói gì đây? Ôi! Chút xíu nữa bể mình bông mình, anh thấy không? Ai biểu gì làm thơ hay quá chi. Mà chị đó nghe, em thấy là chị suốt ngày cứ thơ thẩn hoài. Chị làm ơn chị đừng có mơ mộng giùm em nữa. Mơ đâu có tốn tiền đâu em. Chị đâu có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Mình cứ mơ đi. Ủa mà sao mê bác sĩ như vậy? Vậy không chịu anh Sáng, con chú Sang, cháu chú Sáu đi. Anh cũng là bác sĩ đó. Anh làm bác sĩ? Ừ. Ở đâu? Mở nguyên cái bệnh viện luôn. Bệnh viện ở đâu? Ở dưới này nè. Bệnh viện tên gì? Bệnh viện máy tính. Bệnh viện máy tính á. Ủa thì mở bệnh viện cũng là bác sĩ mới mở chứ, đúng không? Ôi, bác sĩ máy tính. Đúng à. Chị hai nói ở đây á, bác sĩ là chữa bệnh cho người, hiểu không? Chứ trời chữa ơi. Máy tính đó làm gì? Sao mà tiêu chuẩn đòi hỏi cao quá. Phải chữa bệnh cho người mới được hả? Ừ. Bác sĩ thú y cũng được luôn. Không có được, trời ơi, nha sĩ nó còn chịu đó. Mà sao mê dữ vậy? Biết vì sao không? Tại vì tại chị lỡ rồi. Cái gì? Chị lỡ rồi hả? Lỡ rồi. Vậy là em sắp có cháu sao? Đau. Hả? Chứ sao? Lỡ gì? Lỡ mê cái phim tình cảm kia kìa. Phim gì? Phim Anh Em Nhà Bác Sĩ. Trời ơi, chị hai ơi. Tức là chị sống mà chị không thực tế mà mơ mộng hoài. Em bị sao vậy? Trời ơi, chị hai nói với em là mình sống là mình phải biết mơ mộng, mình phải biết khát khao, mình phải biết ước mơ, em hiểu không? Cái phim đó đó, ta nói nó hay. Mà cái anh giống như bác sĩ. Trời ơi. Anh đẹp trai dễ sợ luôn á. Trời ơi, cuộc đời này chị hai mà không lấy cái bác sĩ chắc chị hai chết. Ngoại tôi vậy? Dạ vậy hả? Ngoại bị té hả? Cái gì? Ngoại bị té? Dạ, không ra liền, không ra liền ngoại. Dạ. Hả, ngoại về tới nhà luôn rồi hả? Dạ, con qua vô đi ngoại. Mày dí con chó hả? Không, ý là sao mà bị chó dí? Con biết ngoại sợ chó mà. Con đúng biết không? Rồi cái ngoại đi chép vỏ toàn ten đi chợ. Nó đang đi về tự nhiên có con chó nó là trời ơi, ta tung ta chạy. Dạ. Chạy ta nói hớt hơ hớt hải. Té xỉu, bật ngửa, đập đầu xuống luôn. Mày ngoại đập đầu luôn hả? Không sao không? Có ngang cái tiệm bán niệm nó té đập đầu vô cái tấm niệm nằm vậy nè, phải lai vậy đó. Mà con ơi, vô mình ăn ở, dạ. Ngoại có Quế Nhơn giúp ngoại.
Ừ, ngon, dạ, đi dạ. Con. À, đây, dạ, đây. Dạ, quới Nhơn, ơn Nhơn của ngoại. Con đứng dậy khoanh tay, cảm ơn ơn Nhơn cái con khoanh tay. Anh hả? Anh đó, khoanh tay lại, khoanh tay lại. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn người ta đàng hoàng á không con? Dạ, dạ. Anh ngồi đi. Ngồi đi. Nè, để ngoài đây. Trời ơi, nó còn nhỏ mà kiến thức đầy đủ. Con nói ngoại tỉnh dậy một cái ngoại nể nó luôn. Dạ, con biết không? Thấy ngoại nằm bật xỉu như vậy là nó lật đật truyền nước cho ngoại liền. Thấy vậy? Ngay tại chỗ đó mà có nước biển truyền cho ngoại em luôn. Không, truyền nước mía. Thế là sao? Nên là nó phải con biết mà đúng không? Nó nhìn nó hiểu biết liền, có kiến thức sẵn trong đầu. Nó thấy ngoại xỉu như vậy, mồ hôi lã lịch về đầu, nó biết ngoại tụt huyết áp, tụt đường. À. Nó cho ngoại uống vô một ly nước mía một cái là ngoại lên đường. Một ly nước mía khổng lồ đầy trân châu, uống vô lên đường luôn. Lên ngoại lên đường luôn. À, đi không, luôn hả? Ý à, nói không? Là cái đường nó tăng lên, bà đừng có nói lên đường nghe. Nghe nó xui xẻo lắm, nó tăng đường. Tăng dạ. Lên huyết áp lại. Ngoại lai tỉnh liền con ơi. Dạ. Trời ơi, bởi vậy biết ơn dữ lắm Dũng. Dạ. Ôi, thôi, nãy giờ lo kể chuyện quá trình xỉu ngang xỉu dọc mà quên. Để ngoại giới thiệu. À. Giới thiệu dễ ghê cho con. Dạ dạ. Cháu gái của ngoại dạ. Tên Ánh. À. Chào anh. Chào anh. À. Mà nó đó hè, nó mê bác sĩ dữ lắm. Vậy hả bà? À. Bà vợ con thích bác sĩ thì. Mày có thích bác sĩ không? Đó, hả học. Nó mê bác sĩ lắm. Nó có một cái ước nguyện trong cuộc đời rồi, để ngoại nói cho anh nghe, để anh hiểu tại sao mà mình ấn tượng với bác sĩ như vậy. Dạ. Tức nghĩa là nó mê, nó nói sau này nó lấy chồng phải lấy bác sĩ. Phải lấy bác sĩ? Dứt phát là bác sĩ, còn không bác sĩ ha là nó ở vậy tới già luôn. Mê dữ vậy hả? Dạ. Con đi đi. Lấy nước cho mời anh đi con. Dạ. Để em xíu. Con. Ơi, ơi là con tên gì? Dạ. Con tên gì? Dạ, tên Sĩ. Sĩ. Trời ơi, vậy là tên Sĩ ha. Anh là bác sĩ. Nó tên Sĩ. Ủa mà đúng không? Đúng không? Bác sĩ hả? Bác sĩ đúng không? Bác sĩ mà. À. Mày đúng không? Đúng tá bài gì trị đúng tá hả? Chào anh. Ừ. Dạ. Chào em. Ờ. Anh sĩ. Anh sĩ bác sĩ. anh làm pha gì ạ? Mày nói gì vậy? Mày nhả cái lưỡi mày ra coi mày nói gì? Pha. À, anh làm pha nội ngoại thần kinh liệu. Ôi, ủa cái khoa gì lạ vậy? Sao mà người ta làm thứ rồi sao con làm nhiều vậy? Đa khoa. Ủa cái đó là ba khoa hả? Trời ơi, còn nhỏ mà làm đủ thứ khoa giỏi quá. Con ơi. À, dạ. con làm ở đâu? À, ở bệnh viện đó bạn. Bệnh viện quốc tế. Bệnh viện quốc tế. À, quốc tế. Quốc tế. Mổ sẽ có chữa bệnh cho ai chưa? Có chứ. Có rồi có hả? Vậy. Có đứng ca mổ luôn hả? Dạ có luôn bà. Trời ơi. Mổ ngoài đường luôn. Trời ơi. Đây nè, con kể cho bà với em nghe, bữa con đi đường đi ông kia ông trực bánh xe ông té xuống lòi ruột ra. Trời ơi. Con nhìn là con biết cái ruột này hư 70%. Trời ơi, chết chắc rồi. Con thai luôn. Con thai chỗ. Lấy đồ nghề con thai. Không ngờ con còn trẻ. Vậy là ngoại là ăn ở có đức lắm mới rồi. Tình cờ mà gặp con như vậy quen biết. Dạ. Nhờ ngoại nói như vậy. Dạ sao
À, mày ngồi đi, ngồi đi. Không, cái này phải đứng con. Dạ, bởi vì cái chuyện này nó là cái chuyện nó quan trọng. Dạ. Nên đứng nghiêm túc đàng hoàng. Dạ. Con nghe kỹ nha. Dạ. Những lời ngoại nói con cứ ghi trong lòng. Dạ. Sĩ dạ. Dạ. Con là cái hành động coi như là vô tình của con thôi. Một hành động nhỏ con không để trong lòng, nhưng đó là cái ơn cứu mạng đối với ngoại. Dạ. Nếu mà họ lúc đó mà không có cái ly nước mía kịp thời của con, không chừng là ngoại đã đi gặp ông ngoại đâu. Dạ, không sao đâu. Cho nên đó, cứu người thôi mà. Ơn dạ, cứu mạng con. Dạ. Ha. Đó là nghĩa là người ta thường nói đó, theo lẽ ơn cứu mạng như vậy đó thì phải lấy thân mà báo đáp. Không khỏi gì mà. Không, cái đó là không được. Ông kỳ kỳ lắm. Không được, không được. Không, cái đó nghe con phải không, lấy. Không, cái đó đâu. Không có được. Không. Bây giờ ngoại nói cái đó là hồi xưa ông bà mình dạy là cái ơn nó quan trọng. Dạ, vậy dạ, đó. Con hiểu. Không? Bây giờ đó là mình không có lấy thân báo đáp. Dạ. Mà ngoại phải căn dặn con cháu, nếu ngoại đáp không được dạ, thì con à, cháu này chắc của ngoại phải ghi nhớ. Bây giờ vậy đi. Dạ. Không có cái gì đền đáp ơn con ngoại rai đức trong lòng lắm. Bây giờ con có cái ước nguyện gì? Ước nguyện hả? Ừ, ước nguyện gì cái con nói cho ngoại nghe đi. Rồi cái ngoại coi, ngoại thích, ngoại thực hiện cái ước nguyện đó của con cho ngoại nhẹ lòng. Dạ, con có một ước nguyện là muốn rủ em Ánh đi dạo uống ly nước. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Anh rủ tôi đi uống nước. À không được thôi, không cái mặt không, à, không cần lồ lộ lên. Con ơi, không thấy giờ ngoại để thay đồ rồi đi uống nước với con được không? Chứ dạ, nó không rảnh à. Đâu có, con dạ, rảnh. Là sao? Con muốn đi á. Đi. Đi. Anh ra ngoài trời trước nha. Son chứ mấy máu rồi ơi. Son. Son. Ừ. Trời ơi. Ừ. Gì ngoại? Cái này là son nó dính. Son. Ây da. Son nè. Cái gì? Ngoại nói mày rồi. Đi chơi lựa bạn mà chơi nhà này độc đinh có mình mày con trai. Mày cãi tao. Mày đi với cái đội bóng đó ha. Cái đội bóng đó bây giờ mày tha son luôn rồi. Mày coi được không? Hả? Không. Trời ơi đá banh. Đội bóng đá banh. Cái đội mà một đám mày đi chung nó là. Đúng rồi. Đá banh hả? Đá banh mười mấy hai chục thằng đó. Mày đừng có nói, mày đừng có gạt ngoại. Trời ơi gạt ngoại chứ. Nè. Không có cái đội đá banh nào mà đi đá banh mà tha son hết trơn hết rồi. Hả? Không, cái này là do bà Ánh á. Con Ánh làm gì? Con Ánh bây giờ thị thiền cho mày hả? Mua son cho mày tha luôn hả gì? Không có, con đi vô rồi bà Ánh bà đâu phải chạy như là ai được. Bà giờ bà chạy bà bay người con. Bà đây cầm cái son con quẹt trúng mặt con, không có đâu. Ngoại tin á, ngoại ra bà kêu bà coi rồi. Đó, bà cầm cái son mà bà quẹt đầy cái cổ ông xe ôm ngoại á. Xe ôm nào? Leo lên chiếc xe ôm nào đó, quẹt đầy cổ ông ngoại con vô thấy. Bảy. Hả? Đừng nói vậy nghe con. Gì? Không có phải xe ôm. Cái đó là ơn nhân của ngoại. Ha, người ơn của ngoại. Cái đó là bác sĩ đó con. Gì? Mày nói có chị mày nó đâu phải dễ. Tính ra hay ghê ngoại. Đúng rồi. Cái này là duyên giống như duyên tiền định vậy á. Là tự thích bác sĩ, cái bây giờ tự bác sĩ tìm tới nhà luôn. Ta nói là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Dạ. Vô duyên đối diện bất tương. Thôi ngoại.
Mệt rồi đúng không? Ừ, mệt. Thôi bớt nói lại nghe. Để vô trong con muốn cháo ra ngoài ăn nghe. Ừ, sao lắm giờ đi không ăn gì hết. Tốt rồi. Trời ơi, mua gì về đi. Bánh trái gì nè về. Áo sống gì về đây. Trời đất ơi, mua cái áo điện dày đi. Sao tôi mặc được. Ủa? Cái áo này con áo đầm này con mua cho ngoại hả? Con có, mua cho con. Mày nói cái gì? Áo này mua cho ai? Cho con. Ra biểu. Ra biểu. Hả? Ra đây. Gì ngoại? Mày ra đây, ra đây. Ha? Gì ngoại? Mày đứng đây. Hả? Thôi để tao đứng lên đây cho mày thấy rõ ha. Mày trả lời lại cho ngoại biết. Cái gì đây? Kéo đậm. Mày ra đây. Mày ra đây. Gì? Mày ra đây. Mày. 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 Cục rồi không có còn mà nói dòng nói giỏi gì nữa hết. Ủa ngoại nói mày gì? Mày mặc áo đầm luôn. Mày mua cái này mày mặc luôn. Ai nói con mặc? Chứ mày mua làm chi? Trời ơi ngoại ơi. Này, trời ơi ngoại hiểu lầm hoài. Con là đàn ông đích thực. Gì đích thực mà mua áo đầm? Trời ơi. Đây nè, con nói nghe. Cái này là con mua. Sai con. Nhưng mà con mua là cho bạn con, người yêu con. Bây giờ cho tình trạng này. Trời ơi, ngoại đừng có nghĩ. Cái áo đầm này. Tao. Sao ngoại? Sao ngoại? Hả? Đã mệt hả? Ngoại là mệt. Mệt mệt. Anh bác sĩ đúng không? Tôi nghe ngoại đó anh là bác sĩ đúng không? Dạ dạ. Anh coi bây giờ nè. Đưa ngoại đi cấp cứu đi, vô bệnh viện có người lo. Ngoại không tin tưởng ai. Ngoài bác sĩ tôi để. Không. Sao ngoại tôi bị gì ngoại? Anh bây giờ anh khám anh đôi cho ngoại một cái đi. Sơ cứu cho ngoại. Cứu ngoại. Cái này. Ngoại cứu. Cái này anh. Bây giờ bà ngoại thấy sao? Chóng mặt chóng ngán mặt bài. Làm gì vậy? Sao nó múc cái não ngoại vậy? Làm gì vậy? Tại ngoại nó chán dán mặt mày nhức đầu. Trời ơi, bắt gió kìa. Trời ơi, muốn chóc bên nhà. Tốt rồi. Thôi bây giờ như vậy nè, đưa bà ngoại đi bệnh viện đi. Vô đó có bác sĩ y tá người ta lo. Bây giờ là bị xe cứu thương tới lâu lắm. Bây giờ sơ cứu cho bà ngoại em đi. Đó, dùm ngoại đi. Dạ, đó. Nhà đầy đủ dụng cụ hết, anh muốn cái gì cũng có. Đó, dùm ngoại. Đó. Ràng vô con, ràng vô đó. Đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không, cái này cái gì? Không phải. Cái đo này là dặn ở bụng mới đo. Còn nguyên huyết áp này là bọc tay đó nè. Quéo vô. Đó. Rồi. Để xuống. Căng thẳng nó tại đây. Dạ. Ê. Cái gì? Anh làm gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Ô, trời ơi, nó đạp như đạp xe đạp như trời ơi. Anh đo anh bóp nhẹ nhẹ đó chứ anh làm gì như anh bơm bánh xe đạp vậy? À, bóp đó là đó là mình đo thông thường tại cái này gấp quá rồi. Làm như vậy cho nó lẹ. Cho nó lẹ thôi. Dạ. Nhiêu có? Dạ, con thấy nó chỉ 160. 160? 160 rồi. Huyết áp 160. Ừ. Thấp đó. Hả? Thấp tỉnh à.
Thấp hả? Thấp á. Huyết áp 160 mà anh nói thấp. Ừ. Như vậy cao bao nhiêu? Cao nhiêu anh? 300 á. Ui. Thế đây 300 nè. Thế có lẽ có số 300. Bác sĩ hả? À. Bác sĩ. Chắc gấp quá nó quýnh quá. Đúng rồi, thôi bây giờ đưa bà vô bệnh viện đi. Đây. Giờ anh làm ơn anh khám tiếp đi, dụng cụ đầy đủ, anh muốn cái gì có cái đó anh khám dùng ngoại luôn cái đi. Nghe hả? Tại ngoại bình thường lắm cho nên là nên là tụi nó mà là con cũng ghẹo ngoại cho vui thôi. À. Ngoại nói gì nói đi. Alo, 1, 2. Alo. Cũng gì ngoại? Ngoại ơi, ngoại ơi, cái gì cho nó cứ ca vậy? Ngoại ơi, cái gì nữa? Ngoại đang mệt mà ca gì con? Con hiểu rồi, để con khám cho. Khám, cái này là khám. Ủa sao nó đứng im luôn rồi? Nó đứng im. Thế là tim ngoại ngưng đập hả? Nó đứng im luôn rồi. Ngoại tim hết đập rồi con ơi, ngoại tim ngoại không có đập nữa. Tim bên này. Bây giờ là... Bên này. Cái này là trên cái ngực. Ủa? Tim đâu dưới này nè. Bịch hết nghe không? Bây giờ như vậy nè. Bây giờ nếu mà bà thấy mà mệt mà khó thở vậy, đưa bà đi bệnh viện đi, vô đó có bác sĩ y tá người ta lo cho. Không sao đâu anh. Hả? Ngoại tôi bị vậy hoài. Chứ lâu cái ngoại này... tôi ưa lên huyết áp lắm. Tại vì con chỉ chuyên về đây, đây. Anh chỉ cần anh xử lý cái này là ngoại khỏe liền. Cái gì vậy? Ủa có cồn rửa tay hả? Cái gì mà cồn rửa tay? Không, cái này không phải cồn rửa tay. Cái này là... Anh không biết luôn hả? Vô người mà nước. Cái này là nước biển. Bây giờ bà uống đá hay uống nóng? Cho bà ly đá đi. Cho bà mấy miếng đường đi, đúng rồi, cho ngọt đi chứ. Nếu không thì chạy ra mua cho bà ly nước mía để bà. Cái này là nước biển mà anh đòi bỏ đá vô uống hả? Tại anh nói tưởng soda. Cái này là nó truyền vô trong cái mạch đó. À vậy hả? Phải. Thôi bây giờ như vậy, để con ra con mua cho bà một ly nước mía. Hả? Mày đứng lại. Mày tới đây mày lừa gạt ai đúng không? Mày lừa gạt chị đâu đúng không? Không có. Không có. Bây giờ tao đưa mày lên công an. Ôi đừng. Đừng lên công an. Bây giờ tao hỏi mày một câu. Mày hả là ai? Vô đi làm cái gì? Đừng lên công an. Bình tĩnh. Mày không trả lời, tao lắc mày tới mai luôn đó. Tên gì? Dạ à. Con đừng lên công an, không có ý gì xấu đâu, con tên là sĩ. Này không phải bác sĩ. Không, con đâu phải là bác sĩ đâu, con phải bác sĩ đâu. Vậy chứ mày làm cái gì? Con sửa xe ngoài đầu đường. Trời ơi. Cái gì? Sửa xe ngoài đầu đường. Sao mày nói mày bác sĩ? Con đâu có nói con làm bác sĩ đâu. Tiếng má. Nhìn cho kỹ phải nó không? Đó, chính sao? Là nó rồi đó. Đúng là cái đôi môi này. Rồi sao? Con kể ngoại nghe. 2 tháng trước con ra tiệm của nó con sửa xe Thì khi con tới con thấy kỳ kỳ rồi. Nó rã banh chiếc xe của con ra hết Con nói ổn không em? Nó đưa cái mỏ lên chảnh thì nó nói ổn. Yên tâm nghề của em. Anh cứ việc đi đâu đi chiều anh hoành lại lấy xe rồi. Chiều con hoành lại lấy xe thì coi như là chiếc xe đó đã được ráp thành một khối rồi. Nhưng mà nó còn tặng bu nếp, tặng kèm theo một cái rổ ốc. Cái con mới hỏi là cái rổ ốc này của ai? Anh không có nhu cầu sử dụng. Nó nói của xe anh đó. Ráp vô còn dư ra đó hả? Ráp vô còn dư đó ngoại. Rồi sao kỳ vậy? Không. Chính nó đó thì con. Ê, mày sửa xe còn không xong, bây giờ mày đặt sửa người hả mày? Không có. Tôi chân thật lắm, thì dư ốc thì tôi nói là tôi dư ốc. Nếu mà anh về anh biết chỗ nào rồi ráp được thì anh gắn nó vô. Ngoại thấy không? Còn... Bây giờ, bình tĩnh. Nghe ngoại nè, mày ngồi xuống đó. Dạ. Ngồi xuống đó. Ngoại là rất là cảm ơn con đã giúp ngoại hồi lúc ngoại lâm nạn ở dọc đường. Dạ.
Nhưng mà tại làm sao mày vô tới đây rồi? Mày sửa xe, mày nói sửa xe. Người tốt thì làm cái nghề gì cũng tốt, mắc mớ gì mày gạt. Ngoài mày nói mày làm bác sĩ như vậy. Dạ con cũng thú thiệt luôn. Là lúc con sửa xe ngày nào con cũng thấy em Ánh đi ngang chỗ sửa xe của con. Con thấy em Ánh dễ thương, con muốn làm quen mà không biết cách nào làm quen hết. Cho nên là tự nhiên hôm nay con giúp bà rồi con đưa bà về đây, con mới biết là em Ánh ở nhà này. Đó, con mừng hết lớn luôn mà con còn biết là còn nghe nói là em Ánh mê bác sĩ nữa. Cho nên là em Ánh vừa nhận con nói con là bác sĩ thì con nhận luôn. Nhận luôn con vậy nhận hả? Nhận luôn, tại vì thật sự con muốn làm quen với em Ánh mà con không biết bằng cách nào. Trời đất ơi, mày sửa xe mà mày nhận mày làm bác sĩ, rồi mày nhắm mày giấu được bao lâu hả? Thì con cũng tính là mình vậy đó rồi quen mấy năm đi rồi mình thổ lộ. Ai trời ơi, chưa được một tiếng đồng hồ. Trời đất ơi, tầm bậy lắm nha không con hả? Là, mà mày nói cái gì là mày nói rồi có mổ người ta dọc đường rồi ruột còn 30% đồ. Sao dốc quá vậy con? Dạ cái đó là ruột xe. Vậy con đỡ đẻ? Là đỡ heo. Tại vì phải nói để cho giống bác sĩ thì con mới nhớ là những gì đó con nói. Trời ơi, ông tào lao quá rồi ông ơi. Tại con lỡ phóng thì nên là con theo luôn. Chứ con cũng không có muốn lừa gạt gì hết. Phóng lao thì phải theo luôn hả con? Dạ. Mà theo kiểu đó là con ngày chết nghe không? Nghe có chuyện gì đâu chết mình với tao nha. Nè, ở đời làm cái nghề gì cũng không có xấu hết á. Nhưng mà lừa gạt là xấu nha con nha. Dạ, con cũng xin lỗi bà, xin lỗi em. Cũng tại con nhỏ này nữa. Dạ. Đặt ra một cái điều kiện, một cái tiêu chuẩn gì đâu mà nó trên trời mây á. Đó, mày mới biết khi đặt tiêu chuẩn mình phải biết ước lượng mình có đạt tới cái tiêu chuẩn đó hay không. Rồi cái thấy người ta nói bác sĩ cái nhào vô tươm tướp mà. Đó, rồi rỡ cái thằng em này phát hiện kịp thời, không có lường gạt, mà lỡ một cái thằng khác nó lường gạt. Rồi còn cái gì nữa của? Dạ. Con đó, miễn mà có tình cảm là không có gượng ép. Người ta làm cái nghề gì miễn người ta thật lòng ta yêu thương mình thôi. Ví dụ như thằng này nó thương con thật lòng. Tao thí dụ thôi, không phải nói mày đâu, mày đừng có mừng ha. Đó, thì là miễn là cái người đó đàng hoàng là được rồi. Bữa nay ngoại rất là buồn, không có coi ngày hay gì. Sáng đi chợ thì ngoại bị chó nó dí. Về nhà thì phát hiện thằng Trinh nó mua áo đầm. Trời ơi, nó cho người yêu của con. Sau đó là con hớt đó, Khải không bị người ta gạt. Ngoại nói bữa nay là ngoại buồn lắm. Bởi vì ở đời gì vậy ngoại? Ngoại mệt đó ngoại.